Chào quý vị khán giả thân thương của đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Kính thưa quý vị, Ái Hiền xin mời quý vị cùng tham dự vào buổi lễ Giáng sinh Liên Hội Thánh được tổ chức ngày hôm nay vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tây tháng 12 năm 2017 với tất cả các đồng hương là những con dân Chúa của Tin Lành tại địa phương Hội Thánh Kirkwood. Xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận. Xin mời một sư chia sẻ về cái không khí Giáng sinh sắp tới của tất cả các con dân Chúa trong tôn giáo Tin Lành của mình. Trong không khí mùa Giáng sinh sắp đến đây thì cộng đồng của tất cả mọi nơi trên thế giới, kể cả cộng đồng của người Việt Nam mình, thì rất là vui mừng chào đón mùa lễ Giáng sinh sắp tới. Riêng buổi tối hôm nay thì chúng tôi có chương trình Giáng sinh sớm hơn, bao gồm của tất cả các nhà thờ của người Việt Nam của mình trong vòng Houston đến chung lại với nhau để nhắc nhở lại những gì mà Chúa đã đến thế gian này làm cho nhân loại. Và tối hôm nay chúng tôi cũng rất là vui có vài phút để tâm tình với quý thính giả trên đài. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong chương trình ngày hôm nay thì mình có những cái tiết mục gì đặc biệt, mục sư có thể nào chia sẻ cho tất cả các quý vị đồng hương với những tôn giáo khác cũng như là tất cả các con dân Chúa khắp các nơi trên thế giới, thưa mục sư? Dạ thưa, chúng ta bắt đầu trong cái sự tôn vinh Chúa và ca ngợi Chúa một cách rất là linh động và quý vị sẽ thấy. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái khung cảnh kính kiền thờ phượng và tôn vinh Chúa, có đèn cầy và chúng ta hát bài Đêm Yên Lặng. Và sau đó chúng ta sẽ nghe tần lượt những cái bài hát và ca ngợi từ những hội thánh. Nhưng mà chúng ta không đến đây với cái danh tính ngoài ra là mình là con dân Chúa, muốn thờ phượng Chúa và tôn vinh danh của Chúa. Và chúng ta sẽ nghe được lời của Chúa phân phát cho chúng ta biết về cái sự bình an của Chúa dưới đất này. Như chúng ta biết là trong năm vừa qua chúng ta gặp nhiều sự khó khăn, bão lụt, nhưng mà Chúa vẫn chúc phước và chúng ta có sự bình an. Và đó là cái chủ đề của ngày hôm nay, là bình an dưới đất. Dạ vâng, và để có chương trình được tổ chức trong ngày hôm nay với tất cả các liên hội thánh thì đã có sự chuẩn bị trong vòng bao nhiêu lâu và có những tâm tình gì mà mục sư muốn chia sẻ cho tất cả các thế hệ trẻ, đặc biệt là các em có những cái sự muốn đóng góp cùng với lại liên hội thánh phát triển? Chúa cho hội thánh có nhiều ân tứ và nhiều khả năng khác nhau, và mục tiêu của chương trình hiệp một này để mỗi người đều giữ một phần. Thành thử ra, ban hát thờ phượng là ban hát chuẩn bị nhiều nhất nhiều tháng vừa qua để cho tạo cho con dân Chúa có cái khung cảnh thờ phượng Chúa. Nhưng mà mỗi hội thánh thì cũng đã tập dượt riêng, cũng nhiều tháng. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những người trẻ hơn sẽ dự phần trong chương trình.
Daryl. Can you share your feeling right now when you come in and participate with Vietnamese church? Not my first time. I am a member of the Chua Church, Pastor Thuan Ly, and I'm here today singing with our group. Ông Daryl là một con dân Chúa từ Hội Thánh đã cùng sinh hoạt rất là nhiều lần đến với Hội Thánh Cơ Cút. Và ngày hôm nay ông tham gia cùng vào một cái thánh nhạc để cùng chia sẻ những cái cảm xúc của mình và nâng tâm hồn mình hướng về Chúa và giúp cho tất cả các con dân Chúa khắp nơi lưu nhớ vì sao lại có cái ngày lễ Giáng sinh như thế này. Và chúc cho tất cả mọi người có một mùa Giáng sinh thật là an lành và hạnh phúc. Kính chào quý đồng hương khắp nơi, chúng tôi là mục sư Lưu Đức Thọ, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc Houston. Không những cá nhân chúng tôi, nhưng mà tất cả các đầy tớ Chúa trong khu vực Houston và toàn thể con dân Chúa khắp nơi của các hội thánh đều đang náo nức vui mừng để đón mừng Chúa Giáng sinh, và nhất là đêm nay chúng tôi quy tụ tất cả các hội thánh để cùng nhau kỷ niệm mừng Chúa Giêsu Giáng sinh. Thưa riêng về Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc, chúng tôi rất hân hạnh được dự phần với các hội thánh đêm nay một bài thánh ca Trời Người Hòa An và Đêm Yên Lặng. Nhân dịp mùa Giáng sinh năm 2017 đến, trong cái không khí tưng bừng hân hoan này, thay mặt các tín hữu trong Hội Thánh, tôi trân trọng kính chúc các quý vị đồng hương vui hưởng một mùa Giáng sinh vui tươi, hạnh phúc. Một năm mới 2018 cũng lại sắp đến, cầu xin Chúa ban ơn cho các quý vị đồng hương có được an khang và phước hạnh Chúa ban cho. Vừa rồi là một vài hình ảnh do nhóm phóng viên của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ghi nhận về đêm Giáng sinh Liên Hội Thánh được tổ chức tại Hội Thánh Cơ Đốc tại địa phương. Anh hiện rất là cảm ơn quý vị và xin chúc cho quý vị có một mùa Giáng sinh thật là an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự cộng đồng kỳ sau. Xin kính chào.